Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái tính năng độ chỉnh điện tiến lùi cũng như là sang trái sang phải trên hai cái ghế dinh ở hàng giữa của cái xe Kia Carnival ha. Anh em, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em cái tính năng độ chỉnh điện tiến lùi cũng như là sang trái sang phải trên hai cái ghế dinh ở hàng giữa của cái xe Kia Carnival ha. Thì bình thường thì mọi người xe dinh của chúng ta thì chúng ta phải kéo hai cái này, kéo hai cái nút này đấy, thì chúng ta mới sang trái sang phải được đấy. Thì bây giờ chúng ta không cần kéo bằng tay nữa thì nó rất là khó khăn ha, nó nhiều khi nó rất là cứng và sang trái sang phải nó cũng rất là khó. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái tính năng này luôn, bỏ cái dinh này đi và chúng ta sẽ tích hợp chỉnh điện vào, chỉnh điện sang trái sang phải và tiến lùi trên hai cái ghế giữa của Carnival vào ha. Thì đây Naka đã hoàn thiện xong, thì cái đây là nút công tắc điều chỉnh của cái phần đó. Thì chúng ta sẽ mọi người hãy xem thử cái hoạt động nó ha. Đây tiến, đây mình sẽ bấm cái nút này, đây tiến ha. Đây mọi người có thể thấy ghế nó tiến, thì tiến thì tới đây là khoảng full hết rồi, tiến tới cao nhất rồi đó. Mình sẽ lùi ha, lùi đây, lùi rất là êm ái ha, êm ái nhẹ nhàng và giống như cái phần chỉnh điện dinh của xe luôn đấy. Lùi, lùi thì sâu nhất nó tới đây. Thì tất nhiên mà muốn lùi được thì chúng ta phải sang trái một xíu để nó tránh cái phần hỏng này ha. Đấy, tiến lại cho mọi người xem. Đấy, còn những cái tính năng khác của nó thì vẫn giữ nguyên bình thường nha. Nâng chân lên đấy, nâng chân, hạ chân, rồi nâng chân, tiến xuyên lên đấy. Đấy thì tiến lùi thông qua cái nút mới này. Rồi mình sẽ sang trái một xíu, sang trái đấy, mình đang di chuyển sang trái nha. Đấy, sang trái cửa này là hết rồi đó. Cái ghế kia cũng vậy, ghế kia sẽ sang trái thì nó sát hai này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hạ chân xíu, hạ chân, mình tiến tới xíu, tiến tới đây, rồi mình sẽ sang phải, sang phải ha. Đấy, người có thể thấy sang phải ghế nó đang chạy sang phải đây. Thì sang phải như thế này là hết cỡ rồi ha mọi người. Đấy đó, sang phải rồi mình sẽ sang trái lại đấy. Đấy, rất là tiện ha. Hai ghế giữa được làm trên cái nền ghế zin và chúng ta sẽ thay cái motor trượt ha, thay cái ray trượt và tích hợp thêm công tắc điều chỉnh này vào. Thì mọi người hoàn toàn có thể điều khiển ghế tiến lùi trái phải giống như nãy giờ mà mình đã hướng dẫn ha. Thì đây là một cái tính năng nó cũng khá là cần thiết, tại vì hai cái ghế giữa này nó rất là to ha. Sử dụng hai cái trượt cơ như thế này thì nhiều hồi chúng ta là người lớn thì chúng ta mới tiến tới lùi rồi này kia thì nó cũng hơi khó khăn chút xíu, nhưng mà đối với mấy trẻ em hay là người lớn tuổi thì mà sử dụng cái tính năng dinh để trượt trái trượt phải hoặc là tiến lùi nó rất là khó khăn đó. Thì bây giờ chúng ta thay cái nút này vào và chúng ta điều chỉnh hoàn toàn bằng điện được hết ha. Đấy thì nó cũng là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể độ được đấy, một cái sản phẩm mà hoàn toàn chúng ta có thể độ được và trên cái nền ghế dinh, nó không ảnh hưởng gì tới ghế hết ha. Vòng ghế vẫn giữ nguyên, ghế này vẫn nhìn y như dinh vậy, không khác gì hết. Phần da cũng như vậy ha, chỉ thêm cái công tắc này và ở phần dưới thôi đấy. Phần dưới mình thay cái ray trượt mới đó. Thì hai ghế giữa này chúng ta làm được bình thường ha.
và cái chi phí nó cũng khá là phù hợp. Đấy, thì cần thêm cái thông tin chi tiết thì mọi người cứ liên hệ với Nika để được báo giá và tư vấn chính xác nhất ha. Rồi, xin chào mọi người.